Đây rồi, em xin kính chào anh em ha. Em xin chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Theo như lời đã hứa thì mỗi một ngày em sẽ dành riêng ra một cái máy. Đặc biệt em nói với anh em là chỉ lấy giá vốn cộng với tiền phí ship với tiền cây. Là hôm nay em với anh Thừa sẽ lên cho anh em một cái con tri ân khách hàng nè. Em cũng nói rõ với anh em luôn, cái máy này khách đã trả em rồi là 5 triệu, phí ship 300 ngàn, lúc đó là em không bán. Còn riêng đối với bữa nay thì để em ghi chi tiết cho anh em rồi xong em sẽ báo giá ha. Cái này là em nhớ là H60 hay 70 Thừa, nhờ em dòm bánh giới dòm anh này. Máy này là máy chuỗi anh em, vừa quay vừa đề, nhưng mà cốc đề em nói thật sự với anh em là lâu quá cũng hết nhớ là nó có đề được hay không mà em hết nhớ. Anh nhớ cái mặt trước nè Thừa ơi. Đúng rồi, H7 anh em ơi. Đã rồi chùi, trời ơi nó còn đẹp vậy đó. Anh em nhìn thấy nó còn đẹp vậy nè. H7, số seri của này là 008092 008092. Anh em nào có đang xem video thì chắc cũng biết ha. Cái máy này khách từng cho em là 5 triệu phí ship 350 nhưng mà em không bán. Đặc biệt hôm nay là em tri ân khách hàng cái con cuối cùng ha. Là em sẽ nhờ Thừa test cho anh em mình coi. Thứ nhất là máy này là máy chuỗi nha nè. Anh em nhớ lưu ý chuỗi vừa quay vừa đề. Nhưng mà nếu mà anh em nào cần chỉnh cho góc đề thì ngày mai em nhờ đạo em là cũng như Thừa sẽ chỉnh cho nhờ giùm anh em nha. Còn thì giờ trước tiên là tụi em quay là cái máy chuỗi nó về đây. Cái dòng H này em khoái nó giống như NF là cái vỗ cái tăng đưa gió này anh em. Nó kéo cái lò xo ra. Nó tự động. Đặc biệt cái máy là anh em máy này làm bao nhiêu nha. Nhưng mà nó mất cái coi nha. Rồi nhờ em test hàng cho bà con mình đi. Thừa. Quay dần dướng tay. Cái thế mạnh của nó là nó chạy vừa đạn vừa gió mà nó có thể nó đề được luôn. Rồi rất thích hợp cho anh em gác lên những cái xe tải á, anh em chạy oxy á mà mình không có cần xuống để mình quay máy, mình gắn trong kẹt trong móc gì không biết, kéo dây ra mình đề máy nó sẽ chưa đủ hơi cực tiên anh em. Đó, nó vậy đó. Em nẹt quá cái nó đi luôn rồi, nhờ em chịu khó em test giùm anh cái này. Cái con tri ân khách hàng thì giờ em quay để em quay kỹ lưỡng một tí xíu cho anh em mình tham khảo nha. Chưa lên gà. Ôi trời, có đồ lên gà ở đây mà không hay. Máy này thì em bao gin cho anh em nha, 100% với anh em là hoàn toàn không có đồng chạm gì hết. Còn cái coi này là mời em sẽ tặng anh em một cái ống nhựa để anh em mình gắn vô để nó không có bị vô nước nha. Gắn nước thì con xuống luôn rồi tắt tiền. Còn ra thì giữ ra.
kẹt cái này nè. Nó kẹt này nó không có xuống ra được nữa nha. Không xuống hết được. Đúng rồi, nó kẹt tới đây là xuống ra không hết được, chứ mấy này còn xuống nữa là được nha anh em. Nó kẹt mấy này nè. Rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn. Để cho anh em mình sóc luôn, người ta trả 5 triệu không bán. Hôm nay là cái máy cuối cùng em chia ân khách hàng, tính anh em 4.6 triệu. Phí ship 350.000. Anh em nào mà có hữu duyên thì alo trực tiếp giùm em nha. Em xin nhắc lại lần nữa ha, máy này hôm nay em bán anh em 4.6 triệu, phí ship 350.000. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản, anh em cọc đúng cái tiền phí ship, phần còn lại là anh em nhận hàng, kiểm tra số xe ghi, và đặc biệt số này xe ghi nằm đây, anh em test máy xong rồi anh em thanh toán với shipper, máy em bao ghi nha anh em. Rồi anh cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi cho em chào tạm biệt anh em ơi. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ ha. Em xin kết thúc video tại đây.